Thị Hương Nga, chương trình đào tạo đặc biệt lớp TAD1 trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày bước vào trường Đại học Mở Thành phố, bao nhiêu bỡ ngỡ là lạ lắm. Có lúc chỉ mong những tháng ngày căng thẳng này mau qua, thế mà vừa qua là đứa nào cũng tiếc. Hè này 41 con người lớp TAD1 sẽ rời khỏi bệ phóng để tìm đến những chân trời mới. Mùa hè 2014 đánh dấu thêm một năm mà tôi và các thành viên TAD1 cùng lớn lên. Khán giả Ngọc Đào, cựu học sinh trường phổ thông trung học chuyên Tiền Giang, in đậm trong tôi là ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường. Mọi thứ xung quanh đều là những khoảnh khắc cuối cùng. Đó là ngày cuối cùng tôi mặc tà áo trắng tinh khôi. Ngày cuối cùng tôi được sống trong tình cảm của thầy cô. Ngày cuối cùng tôi được học với bảng đen phấn trắng. Cũng là ngày cuối cùng tôi được sống trong tình cảm của bạn bè ấm áp. Phạm Viết Trung, học sinh trường phổ thông trung học Trần Phú, niên khóa 2010-2013. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn được đến trường, đến lớp để gặp bạn bè thầy cô, mà giờ đây mình đã xa mái trường được một năm rồi. Ngôi trường xưa vẫn còn đấy, nhưng những kỷ niệm của tuổi học trò đã dần trôi vào dĩ vãng. Tuổi học trò ơi, một thời để nhớ, để thương. Chuyện xưa ấy từng chúng ta quên.
nơi nào mai ấm như bạn bè thân. Ôi mênh mang quá biết đâu quên nhà, câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên. Tôi vẫn đi qua những con đường quen, chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười. Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đẹp thơ, ngồi ngắm mây lướt trên Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thay Lời Muốn Nói của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 30 phút tối Chủ nhật giữa tháng trên HTV9. Xin được trân trọng kính chào quý vị, và chương trình này có sự đồng hành của HD Bằng. Cảm ơn Lưu Hiền Trinh và cảm ơn các bạn của nhóm Muốn Sống. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 đang về trong cái nóng oi bức của mùa hè. Thế nhưng mà đối với những ai đi qua tuổi học trò thì có lẽ đây cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể nhớ về những cái kỷ niệm đã qua và nhớ là những tháng ngày hồn nhiên ở dưới mái trường. Và chính vì vậy mà chủ đề kỷ niệm mùa hè của chúng tôi ngày hôm nay xin được làm một cuốn lưu bút kèm nhạc để giúp cho mọi người nhớ lại về những cái kỷ niệm đáng yêu đó. Thưa quý vị và các bạn, cho chị Quỳnh Hương bước qua chút xíu được không? Rồi, đúng rồi, cảm ơn các em, mừng quá. Và để với một cái kỷ niệm đặc biệt như là kỷ niệm mùa hè của Thay Lời Muốn Nói thì bạn đồng hành với Quỳnh Hương trong vai trò khách mời dẫn chuyện ngày hôm nay sẽ là hai gương mặt nửa quen và nửa lạ. Nói là nửa quen bởi vì đây sẽ là sự trở lại của một gương mặt từng xuất hiện khá nhiều lần trong vai trò dẫn chuyện, nam ca sĩ Nathan Lee. Và một gương mặt hoàn toàn mới lạ lần đầu tiên góp mặt trong Thay Lời Muốn Nói chính là một người không phải nằm trong giới nghệ sĩ mà là một nữ phóng viên văn hóa văn nghệ báo Người Lao Động, bạn Thùy Trang. Và quý vị sẽ cảm thấy rằng là các bạn phóng viên văn hóa văn nghệ dẫn chuyện cũng dễ thương lắm. Thế nào Ly? Ly xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thật sự là rất là lâu rồi Ly mới có dịp quay trở lại cùng với Thay Lời Muốn Nói. Và chắc chắn rằng tối ngày hôm nay Ly cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc khi được gặp lại quý vị khán giả cũng như là được đứng trên sân khấu với hai người đẹp rất tài năng như vậy. Dạ, cảm ơn. Thế còn Thùy Trang, bạn có muốn nói gì không? Thưa quý vị và các bạn, tôi Thùy Trang đã là khán giả của chương trình Thay Lời Muốn Nói của 14 năm nay rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Thùy Trang được đứng trước quý vị. Và trong vai trò là người dẫn chuyện thì có một sự hồi hộp không hề nhẹ chút nào ạ. Cho nên là, nhưng mà cùng với Nathan Lee thì Thùy Trang sẽ cố gắng hết sức mình để làm hoàn thành vai trò của mình ạ. Rồi, chắc chắn sẽ làm. Một cái điều rất là đơn giản thôi, bởi vì bản thân những chia sẻ của khán giả về kỷ niệm học trò nó đã rất là đáng yêu rồi. Vậy thì để cho những ai mà chưa từng gửi thư đến cho Thay Lời Muốn Nói mà ngày hôm nay cũng muốn chia sẻ thì mình sẽ làm gì? Ly nghĩ rằng những quý vị nào mà chưa kịp có thời gian để gửi thư tới Thay Lời Muốn Nói thì ngay bây giờ khi quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị có thể soạn tin nhắn để chia sẻ cùng với bạn bè của mình qua tổng đài của Thay Lời Muốn Nói. Vâng, thưa quý vị, đó là như thế nào ạ? Từ điện thoại di động của mình, quý vị hãy soạn tin nhắn gửi đến cho tổng đài 8499. Và tin nhắn xin được bắt đầu bằng từ khóa là TLMN, bỏ một khoảng cách và sau đó là những gì mà chúng ta muốn nhắn gửi nha. Vâng, và vui lòng gửi bằng phông chữ không dấu, không viết tắt. Và cuối tin nhắn xin vui lòng để lại tên của mình quý vị nhé. Và cuối chương trình sẽ có hai khán giả gửi tin nhắn được lựa chọn ngẫu nhiên để nhận mỗi người một vé máy bay khứ hồi đến địa điểm bất kỳ trên các chặng bay nội địa của hãng hàng không Vietjet Air. Chúc cả nhà sẽ có một đêm thưởng thức kỷ niệm mùa hè qua Thay Lời Muốn Nói thật là thú vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những chia sẻ đầu tiên. Lời Muốn Nói khi bạn cần chia sẻ. Thay Lời Muốn Nói mang yêu thương đến mọi người.
vị và các bạn thân mến, khán giả tên là Thiên Hà đã mở đầu cho cả một chuỗi ký ức bằng một dòng tản mạn như thế này. Vậy là đã 3 năm rồi, một buổi chiều bên cửa sổ, tôi ngỡ ngàng nghe bước chân mùa hạ trở về. Trong mỗi chúng ta, mùa hè rồi cũng sẽ trôi qua, nhưng với tôi sẽ còn đọng lại cùng với những kỷ niệm của mái trường mến yêu. Khán giả Hamad bâng khuâng nhớ lại, vào những ngày này sân trường đã bạn náo nhiệt vô cùng, sân trường tràn ngập sắc xanh cùng với những áo viền, áo vàng đỏ của cử nhân. Nhìn mặt bạn nào cũng rạng rỡ, háo hức, chụp ảnh rồi tự sướng. Và lúc này ai mà lỡ đi ngang qua máy ảnh thì chắc là né mệt xỉu luôn ha chị. Đúng rồi. Đúng vậy, bởi vì cứ lơ ngơ chút xíu là có thể nghe thấy luôn là bạn ơi tránh dùm mình ống kính với. Rất là vui đúng không ạ? Mà nhất là lúc sau này có một cái phong trào tự chụp ảnh nữa thì thôi rồi luôn rồi đó. Và Hamad cũng cho biết rằng vào những buổi học gần cuối thì lớp gần như là không vắng mặt một bạn nào hết. Bạn nói người ta nói là sắp mất rồi mới biết quý, quả là đúng thật. Rồi những tiết học gần cuối, đang ngồi học, cô bạn ngồi kế bên khều khều vai. Tưởng hỏi bài đúng không? À không, ai ngờ thì cô ấy nói rằng, ê nhìn kìa, phượng nở rồi mẹ ơi, mùa hạ cuối cùng rồi. Thời điểm khiến cái đứa ham học nhất lớp cũng lơ đãng theo. Tay chống cằm, mắt mơ màng hóng ra ngoài cửa sổ nhìn mấy cánh phượng đỏ rực lơ phơ trước gió. Vài tuần nữa cũng tới kỳ thi, đến lễ tốt nghiệp, đứa thành phố, đứa tỉnh lẻ. Không biết lấy cớ gì để gặp lại nhau đây. Tuổi trẻ cùng với những buồn vui của 4 năm đại học đã trải qua với nhau, mừng tượng 40 tuổi đủ lớn để hay hoài niệm lại thời son trẻ sẽ là những mùa hè của những năm nào, của những chiều mưa tháng năm. Những chiều mưa tháng năm. Giữa sân trường vắng, tiếng đàn lặng lẽ. Ngồi nhìn lá rơi, nghe sáng lòng. Nhớ những hình bóng thân thương ngày ấy, mà giờ cách xa, xa mãi. Hạ cuối sao mong manh, một cánh hoa rơi nơi góc trường. Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng mẹ trên cành vương vi tặng khúc ca mẹ ơi, buồn quá mênh mang bao kỷ niệm còn mãi trong tim ta dấu yêu một giữa sân trường vắng tiếng đàn lặng lẽ ngồi nhìn lá rơi nghe sao. Nhớ những hình bóng thân thương ngày ấy, mà giờ đã xa, xa mãi. Hạ cuối sao mong manh, một cánh hoa rơi nơi góc trường. Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng ve trên cành phương vi tặng khúc ca ve. Buồn quá mênh mang bao kỷ niệm còn mãi trong tim ta dấu yêu một thời. Kỷ niệm như những chiếc bóng nước rơi xuống vỡ òa, loang loáng cả một vùng yêu thương lấp lánh trong đôi mắt. Nhớ biết chừng nào. Hạ cuối sao mong manh, một cánh hoa rơi nơi góc trường. Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng ve trên cành phương vi tặng khúc ca ve ơi, buồn quá mênh mang bao kỷ niệm còn mãi trong tim ta dấu yêu một người. Hạ cuối sao mong manh, một cánh hoa rơi nơi góc trường. Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng ve trên cành phương vi tặng khúc ca ve ơi, buồn quá mênh mang bao kỷ niệm còn mãi trong tim ta những
dấu yêu. Quý vị và các bạn thân mến, đúng như là cậu bạn khán giả tên là Hamad cũng đã nói đó, cái gì mà cảm thấy là sắp mất rồi mới thấy quý. Một khán giả khác tên là Nguyễn Lâm Anh Kiệt, là sinh viên năm thứ nhất của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, cũng tiếc nuối nhớ lại rằng là cái lần cuối cùng mà bạn ấy được ngồi ở trong lớp 12C5 á, là những ngày cuối tháng 5 của năm ngoái 2013. Cả lớp tôi chìm trong sự im lặng chưa từng có trước đây. Không có một tiếng nói, không một tiếng cười, chỉ còn đó vài ánh mắt nhìn nhau trong nỗi nghẹn ngào. Một thời áo trắng sắp đã kết thúc, nhưng vẫn còn đó sự vương vấn trong tôi và mấy đứa bạn. Và rồi, khi tất cả mọi người bước chân ra khỏi lớp học, thì riêng tôi vẫn đứng lại đó. Hình ảnh của từng dãy bàn, dãy ghế nơi tôi ngồi học, những viên phấn trắng trên bàn của thầy chủ nhiệm, tấm bảng đen cũ kỹ trên tường, những thứ rất bình thường trong suốt cả năm học lại trở nên đặc biệt và đẹp đẽ đến lạ thường. Và cuối cùng thì tôi cũng phải bỏ lại tất cả mọi thứ ở sau lưng để đạp xe ra về. Giá như lúc dắt xe ra khỏi cổng trường, tôi có thể đi chậm lại hơn một chút để cảm nhận được sự tĩnh lặng và nỗi u buồn trong sân thì hay biết mấy. Sân trường vắng tanh, ngày nắng sau mùa thu, chẳng tìm thấy đâu màu áo trắng hôm nào, chẳng tìm thấy đâu giọng nói bao bạn thân ngây ngô, tiếng nô đùa vẫn mới đây thôi mà. Chỉ còn tiếng ve rội rã giữa trời xanh, chỉ còn bóng sầm sầm mắt những chỗ ngồi, dưới một gốc cây phượng vĩ ai làm rơi trang vỡ trắng tinh. Sau bao tháng mưa có mọc trên ngang đường xưa, em vào lớp lá vàng sao sắc ướt chân, ngày nào khai trường ngày nào đón hè xa, nhớ hoài bạn bè chung lớp, những lần sánh vai dạo chơi cùng nắng gió, nhớ chiều nào ngất ngơ tan trường tìm thấy đâu. Hà ơi, những kỷ niệm về mái trường, về thầy cô, về bạn bè trong suốt quãng đời học sinh sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng tôi, và đó là hành trang mà tôi sẽ mang đến suốt cuộc đời này. Sân trường vắng tanh, ngày nắng sau mùa thu, chẳng tìm thấy đâu màu áo trắng hôm nào, chẳng tìm thấy đâu giọng nói bao bạn thân ngây ngô, tiếng nô đùa vẫn mới đây thôi mà. Chỉ còn tiếng ve rộn rã giữa trời xanh, chỉ còn bóng sân rợp mắt những chỗ ngồi, dưới một gốc cây phượng vĩ ai làm rơi trang vỡ trắng tinh, nét buốt như hoa cười. À ha, à ha, à ha, à ha, à ha. Mái trường sau bao tháng mưa cỏ mọc trên ngang đường xưa, em vào lớp sao sắc bước chân, ngày nào khai trường ngày nào đón hè xa, nhớ hoài bạn bè chung lớp, những lần sánh vai dạo chơi cùng nắng gió, nhớ hoài về một ánh mắt.
Vâng, thưa quý vị, quả thật là không dễ dàng một chút xíu nào để có thể góp nhặt được trọn vẹn những ký ức của học trò. Và bạn Lương Thị Mỹ Huyền thì chia sẻ rằng bạn không biết phải tâm sự như thế nào cho hết cái thời áo trắng của mình. Đã gọi là học trò mà, phải không thưa quý vị? Có biết bao nhiêu là điều mà để thương và để nhớ. Cái lúc học thì học thiệt tình đúng không? Mà lúc chơi thì chơi cũng lắm nữa. Rõ ràng là rất là nhiều người của chúng ta ở đây ai cũng sẽ là như vậy. Bạn Mỹ Huyền còn kể là không ít lần lớp bạn có một ý định xấu là trốn học đi chơi, mà tiếng của mình hay gọi là cúp cua đó. Cái rồi cái tới khi bị gọi trả bài thì đứng hình luôn, không có nhớ chữ nào hết. Còn trong lớp còn thì thi thoảng truyền tay nhau những miếng xoài, miếng ổi, miếng mè nữa chứ. Thiệt mà. Mà lúc đó cũng chỉ biết gật gù và thông cảm thôi. Đúng rồi. Học trò mà không chị Quỳnh Hương. Đúng rồi. Mà cũng vì vui như vậy nên chắc có lẽ là không riêng gì bạn Mỹ Huyền. Những ai đã từng rời xa thời áo trắng cũng sẽ ước như bạn thôi. Chắc chắn là như vậy. Mỗi ngày được sống lại những ngày tháng cũ, những kỷ niệm xưa. Tuổi học trò là những kỷ niệm êm đềm, là cảm giác lo lắng mỗi lúc mùa thi, là những tiếng nấc nghẹn ngào trong khoảnh khắc chia tay. Ngày cuối cùng chỉ biết nhìn nhau khẽ ước rằng thời gian ơi trôi chậm chậm thôi, làm ơn hãy dừng lại một giây một phút thôi, để chúng tôi có thể gần lại bên nhau thêm một chút nữa, nắm chặt tay nhau được thêm chút nữa, để mai xa rồi sẽ còn mãi những ký ức đẹp về nhau. Trong thành phố, mỗi lần nhìn lại album hình mà mỗi đứa trong lớp đã gầy công góp nhặt được, tôi không khỏi phì cười, sao mà ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên thế. Một bóng
con ơi, không có chịu đưa thư làm cho cô Vi Oanh của tôi đẹp hoài vậy mà không biết làm sao mà nhận hoa cho được vậy đó. Thưa quý vị và các bạn, trong một góc kỷ niệm khác dành cho mái trường mến yêu, khán giả tên là Nguyễn Ly đã kể về ngôi trường của chị. À, đây, tại sao mà Quỳnh Hương gọi là chị? Bởi vì đây là một ngôi trường mà chị kể thời điểm là năm 1968. Chị nói ngôi trường của chị thuộc loại sinh sau đẻ muộn so với các trường trung học của thời bấy giờ, lại khác biệt so với các trường khác cùng thời về mọi mặt luôn. Mà khác làm sao hai bạn? Vâng, chị chia sẻ rằng là trường của người ta thì con trai mặc áo sơ mi trắng, con gái thì mặc áo dài trắng rất là điệu đà. Riêng trường của chị thì cũng mặc áo sơ mi, cũng mặc áo dài nhưng mà màu nâu. Và ở trước ngực lại còn có cái bảng tên nữa chị. Ôi mà Quỳnh Hương, đó giờ chưa có nghe nói ai đi học mặc màu nâu quá à. Có mặc màu tím thì có. Chị nói này nha, trường người ta nam học riêng, nữ học riêng. Còn trường của chị á, là nam nữ học chung à. À cái thời đó thôi chứ giờ Quỳnh Hương thấy nam nữ học chung nhiều lắm ha. Rồi trường người ta đó, chị nói nữa nè, dân ở đâu thì học ở đó. Thí dụ như dân thành phố Sài Gòn đi, thời điểm bây giờ còn là Sài Gòn, thì học ở Sài Gòn, dân Long An học Long An. Nhưng mà cái trường này thì lại là tứ xứ tụ về, miền Trung vô, miền Tây lên, cao nguyên đổ xuống, Sài Gòn ghé vô, thôi thì dân các tỉnh đủ cả. Vậy chưa có đủ lạ đâu chị, lạ hơn là người ta đi học á, thì chỉ có cặp sách thôi, còn trường chị đi học á, thì ngoài cặp sách ra còn có thêm là cuốc nè, là xẻng nữa. Cái này là lạ lắm đúng không? Rõ ràng là bởi vì ít có ai đoán được ngôi trường đặc biệt này của chị Ly, bởi vì đó gọi là trường trung học Nông Lâm Xúc Bình Dương. Và chị kể là ngoài giờ học ở trường thì các anh chị còn có giờ thực hành nông trại tại gia. Ừ. Có nghĩa là lên liếp trồng rau các loại rồi nuôi gà, nuôi thỏ rồi đóng chuồng gà. Đúng là khác biệt ha. Quá khác biệt luôn chị ha. Và thì Trang thích nhất là cái đoạn mà chị tả như thế này, là cái khoảnh khắc trồng khoai mì á, sau khi mà thầy cô chấm điểm xong thì là các bạn nhổ lên, lột vỏ, rửa sạch, cho vô nồi, lót lá dứa, nấu lên cho thiệt là thơm. Nghe thơm chưa? Chưa hết. Khoai chín nha, trộn với sát dừa, chấm với muối đậu hoặc là cuốn bánh tráng với rau, chấm nước mắm. Rồi là thầy là trò súng xích lại đánh chén tới bước bụng no căng mà vui quá trời vui luôn. Và vẫn nhớ nhất là giờ nông học của cô Vàng. Có mấy đứa nói chuyện nhiều quá, bị cô phạt quỳ ngay trước cửa lớp. Vậy mà ai đi ngang qua tụi nó đều kêu tên xong rồi nhe răng ra cười. Rác rất là thưởng thức cái chuyện bị phạt đúng không? Và bạn rút cục chỉ tóm lại một câu duy nhất thôi. Nếu nhất quỷ nhì ba, thứ ba học trò, thì chắc chắn học trò áo nâu chắc là đứng đầu trong top ba đó. Như những tháng năm dài sống dưới ngôi trường bao mến yêu của tôi, có ánh nắng tươi hồng với tiếng chim ngoài xa líu lo hòa ca, nhớ ánh mắt ai buồn nhìn giọt mưa rơi trên cánh hoa phượng sinh. Và mùa thi trôi quá mau, hè sang tiếng ve chợt buồn, dòng thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ. Kỷ niệm ấu thơ trong tôi sẽ mãi không phai, dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên. Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước, nhìn hoa phượng rơi trên sân trường mang tiếng ve, dòng lưu bút trao cho nhau nỗi nhớ mùa hè. Trường xưa vẫn đây nhưng chiếc lá vẫn rơi đầy, trường xưa vẫn luôn trong tôi dù thời gian lướt trôi. Mọi thứ giờ chỉ còn lại trong tâm tưởng của thầy và trò Nông Lâm Xúc Bình Dương. Xin được kính chúc với thầy cô học trò áo nâu thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Trường bao mến yêu của tôi,
nhớ tiếng nói cô thầy với biết bao tình thương sóng xô đại dương. Nhớ những lúc tan trường trời chợt mưa rơi rơi ướt con đường về, lòng chợt buồn khi tôi không còn nghe tiếng ve gọi hè. Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ mưa, kỷ niệm âu yếm khi xưa mỗi lúc tan trường, làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè ngày xưa thiết tha. Ôi giờ đây xa vắng, nhìn hoa phượng bay bay trên bầu trời thắm xinh, chợt thấy nơi đây dương xưa bỗng vô tình. Ngày tháng em trôi ký ức sống mãi trong tôi, kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ. Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương, kỷ niệm âu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường, làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè ngày xưa thiết tha. Ôi giờ đây xa vắng, nhìn hoa phượng bay bay trên bầu trời thắm xinh, chợt thấy nơi đây dương xưa bỗng vô tình. Ngày tháng em trôi ký ức sống mãi trong tôi, kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ. Kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ. Kỷ niệm dấu yêu giờ đây chỉ còn lại trong giấc mơ. Sài Gòn đã 20 mùa hoa phượng nở đỏ thắm các sắc trương trường, rơi đầy trên các con phố thân quen. Mỗi mùa hè trôi qua, lòng mình lại chợt lắng lại với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò. Và với riêng mình, còn có một mùa hè mà mình mãi mãi không bao giờ quên được. Sài Gòn tuy nhỏ bé, nhưng mình buông tay lạc mất nhau. Huống hồ mình và bạn ấy chưa một lần nắm tay, thì làm sao có cơ hội buông tay nhau. Mình nhớ khi học sinh tập trung ở trên sân trường để nghe đọc tên danh sách lớp, đến cái tên là NTA, tim mình bỗng dưng đập thình thịch. Mình nhìn thấy bạn ấy ở trong đám đông, lòng mình bỗng nhiên xao động. Mình biết đấy chỉ là tình cảm rung động trong sáng của tuổi học trò. Mình âm thầm theo dõi bạn, quan tâm đến bạn, những điều nhỏ nhặt mà mình có thể làm được, ngầm ý cho bạn biết tình cảm của mình dành cho bạn. Rồi đã xảy ra một kỷ niệm buồn. Sài Gòn tuy nhỏ bé, nhưng để lạc gặp lại người mình cần gặp thật không dễ dàng một chút nào. Trong dòng người xuôi ngược trên các cung đường ấy, có thể có mình và có bạn, nhưng mình lại chẳng có duyên để gặp lại nhau dù chỉ thoáng qua. Trên cành cây khô mùa hè bâng khuâng hoài để tim xót xa hoài, mà lòng ta vẫn như đang chờ bóng ai. Cuộc tình bâng khuâng đến trong ngày mưa rơi, gieo bao đớn đau trong tâm hồn ngây thơ. Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng rồi, chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi. Vĩnh biệt mùa hè còn ấp môi hôn ai khi đêm về. Vĩnh biệt mùa hè cho con tim ta biết bao say mê.
một phần ba đời người. Mình không thể quên hình ảnh bóng bàn. Đó là một phần cuộc đời, một phần ký ức, một phần quá khứ. Mùa hè bâng khuâng hoài, để tim xốn xang hoài. Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi. Bâng khuâng nỗi nhớ những chiếc lá non vương trên cành cây khô. Mùa hè bâng khuâng hoài để tim xốn xang hoài, mà lòng ta vẫn như đang chờ bóng ai. Buồn tình bâng khuâng đến trong ngày mưa rơi, gieo bao đớn đau trong tâm hồn. Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi, chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè còn ấp môi hôn ai khi đêm về. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè cho con tim ta biết bao. Và các bạn cùng trở lại với chủ đề kỷ niệm mùa hè của Thay Lời Muốn Nói. Thưa quý vị và các bạn, thì những chia sẻ của khán giả từ đầu chương trình đến bây giờ có lẽ cũng làm cho rất là nhiều những con tim xao xuyến rồi. Và tiếp theo đây là một nữ khán giả ký tên là Bằng Lăng Tím. Đó là người đã thể hiện những cái chia sẻ về ký ức của kỷ niệm mùa hè vừa rồi. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái mạch cảm xúc này với những cái nỗi bâng khuâng xao xuyến cũng lay động không kém. Hay ha. Tối ni nhớ bạn, khán giả Lê Đình Anh Tuấn đã gửi về Thay Lời Muốn Nói lá thư với tựa đề như vậy. Và bạn nói là hình như ở cái tuổi bắt đầu biết nghĩ nhiều và có chiều sâu nội tâm, mình ít vui cuộc vui đám đông mà mình tìm thấy ý nghĩa ở những đứa bạn thân. Mà Na Thanh Ly biết không, cậu này tự nhận là một người có tính tình rất là cha con nhưng mà lại thích kỷ niệm nữa. Cho nên đôi lúc nhớ quay, nhớ quắt chúng bạn. Ý bạn nói là bạn nhớ về những người bạn thân thương của mình, người đã cùng bạn đua nhau học, tranh nhau chơi nữa đó. Bạn nói nhớ cái ngày chia tay của mùa hè cuối cấp. Mỗi đứa bạn thì đều viết một cái điều ước vào trong một quả bong bóng bay, sau đó cùng nhau thả lên trời, ôm nhau khóc. Cái ôm của tình thân, của nước mắt và của tiếc nuối vì không được gần bên nhau nữa. Giờ lớn, mỗi đứa một chí hướng. Mình hạnh phúc vì được theo đến cùng con đường đã chọn. Cũng mừng cho mấy đứa bạn đạt được ý nguyện, và thương nhiều hơn cho những đứa phải gác đam mê vì cơm áo. Nhưng vui vì mỗi lần trở về đều được chúng bạn chờ đón bằng cả tình thân. Mai, tôi rời nơi đây mà đi. Bước dây tươi, năm xưa trò chuyện những gì. Ngày mai, tôi rời nơi đây mà đi.
nhớ tiếng chuông vang xa xa trường thơ. Bạn bè xa ơi, hãy nhớ nhau, kỷ niệm ba năm đã qua mau. Lớp học thân yêu ta có nhau, bóng dáng thanh cao cô đã cho ta bước đường xa. Sân trường ơi, ta nói thêm chi, kỷ niệm xưa xinh như lá bay đi, để lại trong ta bao ước mơ. Chiếc lá bay xa, ánh mắt hôm qua, phút lệ nhòa. Giữa những trằn trọc đất khách cho miếng cơm manh áo, thỉnh thoảng tôi lại lôi kho ký ức học trò để xoa dịu những nhớ nhung, thường gửi đến chúng bạn Đặng Văn Tài, Nguyễn Phan Châu Ngọc, Nguyễn Thị Thu Thảo hay Trần Quỳnh Hằng, lớp C1 trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng, niên khóa 2008-2012. Nhớ lắm. Ngày mai tôi rời nơi đây ba đi, hàng kia kia năm xưa trò chuyện những gì. Ngày mai tôi rời nơi đây mà đi, nhớ chú về kêu về gọi mùa hè. Con đường xưa ta đã đi qua, hoa điệp rơi rơi dưới chân ta, gió thẹn đung đưa hương áo bay thấm thoát. Hôm nào lưu bút trao nhau nỗi tình đây. Bạn bè xa ơi, hãy nhớ nhau, cho dù ta xa cách nơi đâu, kỷ niệm in sâu trong mắt nhau, mãi mãi phương xa lưu luyến trong ta mối tình đầu. Bạn ơi, ơi trường ơi, phút giây xa xa mãi rồi, để lại màu hoa trong trắng phượng hồng tươi. Bạn ơi, ơi trường ơi, dẫu ta xa nhưng không mãi rời, kỷ niệm xưa ghi mãi vào đời tôi. Kỷ niệm xưa mãi vào đời tôi. Những ký ức thật là làm cho người ta nhớ nhung. Nhưng mà Quỳnh Hương rất là muốn hỏi quý vị khán giả, cũng như hỏi Ly với lại hỏi Thùy Trang nè, hồi đó đi học, nói thiệt nha, có bao giờ mình cảm thấy mình bị nghịch với lớp trưởng không? Có. Có không? Có. Có đúng không? Chứ Quỳnh Hương thì thương lớp trưởng Quỳnh Hương lắm á, nhưng mà hình như là tại vì rất là nhiều thư khán giả kỳ này gửi về, trong những cái kỷ niệm A, B, C, D kiểu gì cũng nói xấu lớp trưởng một chút xíu à. Biết sao kỳ vậy nữa. Gọi là ăn ti lớp trưởng đó, không biết phải không? Lớp trưởng thì Thùy Trang hình như là lúc nào cũng phải ngoan đúng không? Thì xong rồi gì nữa? Thì đúng rồi chị Quỳnh Hương, lớp trưởng mà, thì lúc nào cũng ngoan nè, học giỏi nè, rồi là tấm gương của thầy cô để cho các bạn trong lớp noi theo đúng không? Cho nên là sau cô giáo chủ nhiệm thì có lẽ lớp trưởng là người có quyền lực nhất. Vâng, nào là ghi tên vào sổ đầu bài này, nào là mách tội của các bạn khác với cô giáo này. Ly nghĩ là có rất là nhiều lý do để các bạn học sinh anti lớp trưởng. Và Quỳnh Hương cũng có một cái trường hợp đặc biệt, tại vì nghe mấy bạn khác kể tội lớp trưởng nhiều quá, cái tự nhiên cái đọc được cái lá thư này tự nhiên cái cảm động quá à. Là tại vì bạn đó là lớp trưởng á.
Bạn viết thư. Bạn viết thư rồi xong bạn nói là tội nghiệp lớp trưởng là tôi lắm đó. À, bạn tên là Trần Trí của lớp A9 trường phổ thông trung học Nhân Trạch Đồng Nai. Bạn nói chứ làm lớp trưởng nhiều nỗi lòng lớp trưởng lắm, không thua gì nỗi lòng qua Phượng đâu. Đẹp. Trang, em phải đọc cái phần thư này. À, anh bạn này viết như thế này. Tôi nhỏ xíu con mà làm lớp trưởng suốt 3 năm liền của lớp A6 tinh nghịch. Tụi nó đặt cho tôi cái biệt danh là Chí Lùng. Rồi lúc nào mà tụi nó ghét vì thằng lớp trưởng tối ngày cứ kiếm đứa này vi phạm, ghi tên đứa kia không tập trung, thì tụi nó xúm lại kêu lớn cái biệt danh đó để cho tôi quê chơi vậy đó. Ê, tự nhiên có người kêu Chí Lùng nghe cũng vui lắm ha. Cỡ Natalie mà kêu Ly Lùng cũng được. Vâng, có mét 81 thôi quý vị cũng lùn lắm. Rồi mà tội nghiệp cái anh Chí Trí này lắm quý vị. À, anh nói nhất là những ngày thứ hai đầu tuần đó, cái sau cái buổi sinh hoạt chủ nhiệm xong là coi như nguyên cả lớp tụi bạn không có thèm ngó mặt gì ảnh tới luôn miếng nào hết trơn. Là biết là tại sao rồi. Mà nhưng mà ghét thì ghét vậy thôi, bởi vì học cùng lớp với nhau thì làm sao mà giận nhau hoài được, không ạ? Và anh nói là tới ngày ra trường thì anh cũng không hiểu tại sao mà đứa nào cũng ôm anh rồi mắt đỏ hoe mà nước mắt thì cứ rơi hoài. Cái này thì thực ra cũng không có mới mẻ gì, tại ông bà mình đúc kết từ ngàn xưa là thương nhau lắm là cắn nhau đau. Ngày chia tay mà chị Hương, làm sao mà có thể giấu được những cảm xúc đó không chị? Đúng rồi. Khán giả Bùi Trọng Nhân thừa nhận rằng tụi con trai vô tâm, thô kệch, ngày nào cũng có đứa không kìm được nước mắt. Ngày đi học cuối cùng, cả lớp rủ nhau bỏ tiết đi chụp hình, rồi truyền tay nhau những chiếc áo học trò để cùng ký tên, viết thêm lên những lời nhắn nhủ nho nhỏ, dễ thương như chưa hề phai nhạt. Vậy mà giờ đây mọi thứ đã trở nên xa ơi là xa rồi. Đủ xa để tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được những ngày tháng cũ đó. Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bạn kề bên sớ chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Biết bao tình cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim. Từng trang giấy vơi đến chưa quên một kia vơi. Những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng. Hạt cây phượng ra trong sân nơi chúng ta mang lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngã. Để khi trong tim nghe vắng xa hãy nhớ về một giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò. Mùa hè nào gặp gỡ, mùa hè nào chia ly, mùa hè nào hội ngộ. Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ, còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu? Cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi xin giữ mãi trong tim. Từng trang giấy vơi đến chưa quên mùa kia vơi. Những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng ra trong sân nơi chúng ta gặp lên một trái tim. Giờ giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngã. Thời gian hỡi đâu có lướt qua ngày xưa nhau. Nên quên những bản thân hay giữ trên môi nụ cười. Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hãy nhớ về một giấc mơ. Giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò. Dù cho thời gian bước to lớn dần về thơ xa mãi. Dù sang giờ đây mỗi đứa một nơi. Tình bạn của ta nguyện xin giữ mãi thật sâu trong tim.
kia với những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng ra trong sân nơi chúng ta khắc lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác. Thời gian thôi đâu có lưu qua ngày xưa nhớ nhắc với những bạn thân hay giữ trên môi nụ cười. Để mai này khi trong tim nhé băng xa hãy nhau về một giấc mơ. Giấc mơ hồn nhiên tuổi hồng trời. Trong những ký ức về thời áo trắng, không thể thiếu đi bóng dáng của người đưa đò thân thương của bao thế hệ học trò. Khán giả Phương Thảo gửi những tình cảm đến thầy mà bạn còn bổ sung thêm một cách gọi nữa, đó là anh lớn. Đã có bao nhiêu khán giả của mình đã gọi thầy của mình như là anh lớn. Bạn ấy kêu là anh lớn bởi vì sao quý vị biết không? Vì ngày ấy với tôi, thầy không có giống là thầy. Nhưng mà sau 3 năm làm học trò của thầy thì tôi mới công nhận thầy là thầy thiệt. Trời ơi, chị Quỳnh Hương ơi, làm sao mà trúc chắc trục chặt dữ vậy? Tới tôi còn không hiểu thì làm sao giờ? Cái thứ nhất là thầy trẻ cộng với cái sự nhiệt tình quá đáng thì ngày nào cũng giao cho học trò một đống bài tập về nhà làm và không quên kèm theo một câu là tôi thức tới sáng rồi ăn đó nha. Rồi ơi, cái này là kêu bằng kể công hen. Thứ hai, thầy rất là trẻ trung trong từng lời nói, cách xưng hô và kể cả trong cái dáng làm thầy của thầy nữa. Thầy giáo dạy hóa mà hiếm hoi lắm thầy mới làm thí nghiệm minh họa cho lớp coi. Với lý do là thí nghiệm nó sinh ra khí độc không à, phải ô nhiễm môi trường đó. Trời ơi, cho nghe mà không có cười, không có nhịn cười nổi với các phân tích về thầy của bạn Phương Thảo này nha. Mà cũng may bạn còn vớt vát cho thầy ấy như thế này. Nhưng thầy rất hiểu tâm lý học sinh. Những giờ học căng thẳng, thầy thường hay kể chuyện cho cả lớp cùng nghe. Và những câu chuyện của thầy giáo thì bao giờ cũng rất là đặc biệt. Bắt đầu rất là ly kỳ và kết thúc một cách rất là bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi là cả lớp bao giờ cũng phải há hốc miệng ra bởi vì là hụt hẫng quá. Không hiểu gì trơn. Vậy mà quý vị biết không, cái nhân vật rất là đặc biệt như vậy cho nên học trò mới nhớ. Và cái điều quan trọng là trong vòng 3 năm đó, thầy đã kịp ghi lại một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong lòng học trò. Vừa dễ thương, vừa rất là ngộ nghĩnh như thế. Và từng ngày lại trôi đi thì từng lời nói của thầy có lúc cũng như chạm vào lòng tự ái bé nhỏ của lũ học trò ngây ngô kia. Thế nhưng sau khi ra trường lại là những bài học quý báu mà mãi sau này chúng tôi mới dần cảm nhận hết được. Mà quý vị và khán giả có biết sao không? Nghĩa tình thầy trò nghĩa là hành trang quý giá nhất. Quý giá nhất ở lại dù khi học trò có ra trường rồi hay là thầy cô không còn đứng trên bục giảng nữa. Một thầy giáo dạy toán vừa nghỉ hưu chia sẻ 30 năm đứng trên bục giảng. Những kỷ niệm trong cuộc đời làm giáo viên như chất xúc tác làm tôi càng thêm yêu nghề và cảm nhận được tình cảm mà học sinh đối với mình. Và thầy kể rằng tại buổi họp lớp vừa qua, khi mà thầy vừa tới nơi thì bỗng nghe một tiếng hô Nghiêm, chúng em chào thầy. Làm cho thầy giật mình nhưng mà rất là xúc động như là đang được đứng giữa lớp học vậy. Thời gian trôi đi nhưng vẫn còn đó vẹn nguyên những tình cảm thầy trò. Là những lời nói, là sự nghiêm khắc, là sự quan tâm, lo lắng dành cho các học sinh yêu thương của mình. Ngày hay đến trường, còn mỗi đồng người áo chân mây. Hàng cây đón chờ, bóng nghiêng đường dài, đùa trên tóc mây. Mà nghe trong gió, lá hát như ru, mơ thoáng qua kỷ niệm. Mãi trong đời thời bé thơ ơi ngày xưa. Ngày ngày đến trường cô đón em bên bóng dáng mẹ. Thời gian đã qua như con đò chiều thầy cô đón đưa. Nhòa đôi mắt em mái tóc hoa râm trông xó xa nhớ người bóng dáng bên đời một khúc tâm ca lời thầy cô lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ khi trong cuộc đời nhưng không ngờ năm xưa đã cho ta hôm nay ngày mai
đến lớp còn đó như thuở nào, những nụ hồng nở hoa thắm tươi cánh người. Lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ khi trong cuộc đời bước chân đi hôm nay có ai quên. Vẫn rơi trên bục giảng, trên mái tóc người thầy mà chỉ có những học trò mới nhìn thấy. Và chỉ có lúc chia xa, chúng ta mới thấy nó đẹp tới nửa nào. Ngày ngày đến trường, cô đón em bên bóng dáng mẹ. Thời gian đã qua, bóng con đò chiều, thầy cô đón đưa. Nhòa đôi mắt kém, mái tóc pha sương, trông xót xa nhớ người. Mong rằng bên đời một khúc tâm ca, lời thầy cô, lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ khi trong cuộc đời bước chân đi hôm nay có ai quên đôi tay. Các bạn thân mến, cũng đồng thời là một người đưa đò để chuyên chở bao thế hệ học trò, có một cô giáo ở Thuận An, Bình Dương đã gửi về cho Thay Lời Muốn Nói một trang thư viết tay phản phất những nỗi niềm khó tả. Đó là nỗi nhớ học trò, nhớ trường cũ đến mang mát lòng mỗi độ hè sang. Tôi yêu mùa hè, yêu cái tháng năm với những cơn mưa đầu mùa bất chợt, yêu cái sân trường ngập đầy sát phượng và yêu cả tiếng ve rã rít gọi hè. Yêu cái mùa thi cuối cùng của thời trung học với những dòng lưu bút viết vội, và yêu cả ánh mắt của ai đó như nói bao điều chưa thể nói. Và bây giờ tôi yêu mùa hè, yêu cơn mưa chiều rã rít trên mái ngói. Trong cái không gian tĩnh lặng đó, tôi lật từng trang sách cũ, vài tấm ảnh cùng với những đứa học trò cũ. Tôi nhớ ra rằng mình không còn là học trò, mà cũng không còn được là cô giáo nữa. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chưa trang tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, cả từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa bóng hai đứa nay đâu,
quen nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biết bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong môi u hoài này anh có ai. Nếu ai đã từng nhạc hoa thầy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thơm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Tôi yêu những lần chia tay cùng lũ học trò nhỏ, yêu những bàn tay nhỏ nhắn cứ nắm chặt lấy tay tôi, yêu những cái ánh mắt hồn nhiên trong sáng thoáng một chút ngỡ ngàng lúc chia tay. Nợ buồn hơn tiếng, thiệt ngại còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa im bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua. Bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc môi u hoài ngày anh có. Nếu ai đã từng nhạc hoa chị Ngọc Dung của Tiếng Hát Mãi Xanh vừa gửi đến cho khán giả. Rất cho là những, đáng yêu đúng không nào? Cho những mùa hè đã qua, khán giả Lê Bùi Thảo Nguyên cho biết chị luôn cảm thấy ghen tị với những ai được hồn nhiên kể về thời học sinh. Có lẽ bởi vì chị đã bỏ lỡ quá nhiều điều và nuối tiếc cũng quá nhiều điều. Thực ra thì cũng không có phải là cái gì quá là lớn hay là trầm trọng thưa quý vị. Nhưng mà bởi vì chị Thảo Nguyên nhìn nhận rằng có lẽ mẹ chị đã đúng khi nhận xét rằng tính của chị nó quá lạnh đi, cho nên là ở các cấp lớp thì các bạn đồng học đều không thể hòa nhập được với chị. Kể cả bạn cảm thấy là không thể nào mà đi được với cái sự vô tư và hồn nhiên với các bạn bè cùng lớp. Thậm chí chị cũng đã gạt qua một bên những cái gọi là tín hiệu xanh từ một số các bạn bè trong lớp hay là trong trường, các bạn học nam nữa. Và cứ như vậy, ta tự đặt ra cho mình những ranh giới. Cho đến khi ta quá cái tuổi được hưởng những mùa hạ, ta mới nhận ra ta đã không còn nhỏ nữa, và hoàn toàn không thể nào có lại những mối quan hệ vô tư vô lo, không vụ lợi như lẽ ra ta đã có thể có. Và khi nghe người ta nói về những mối tình đầu hay là những trò nghịch ngợm thời đi học và những người bạn sống chết có nhau, thì chị ấy khát khao đến cháy bỏng một lần được quay lại quãng thời gian đó và được đắm mình trong những cảm xúc đó.
Nói mà theo đúng cái văn của chị mà trích từng câu từng chữ thì chị nói là nếu được làm lại chắc chắn ta sẽ không là một đứa học trò ngoan. Chị ơi, cái này nếu mà nói ra thì có bị coi là suối con nít sống không ngoan không chị? Thật ra thì cái ý của chị nó là như vậy thôi. Bởi vì mình đoán là chị đang là một cô giáo và chị nói rằng bây giờ những cái gì là gọi là kinh nghiệm xương máu chị trải qua nói lại với học trò, đang là tuổi học trò hãy cứ hồn nhiên trong sáng thưởng thức tất cả những cái gì gọi là tuổi học trò được hưởng đi, để cả những rung động đầu đời đáng yêu mà hình như ai cũng có. Có một lá thư, thưa quý vị, của một chị khán giả tên là NTK ở quận 10. Nói tới đây thì Quỳnh Hương thấy giống nhau quá, bởi vì chị có lẽ là cũng lớn tuổi rồi và chị cũng là một sự nối tiếc. Chị nói rằng là chị viết thư này gửi cho Thay Lời Muốn Nói với hy vọng khi dĩ vãng trỗi dậy, ở đâu đó sẽ có người nghe tiếng tình ta, cùng sẽ chia qua Thay Lời Muốn Nói. Đó là những ngày cuối của năm học hè năm 1973, khi mà người ta bị chuyện con gái đột xuất. Nên là cuối giờ học thì may là có người kia tốt bụng biết chuyện, nên là trở về dùm trên chiếc xe của Ben của anh. Đó cũng là một mùa hè với giọng anh ấm áp bên chiếc đàn guitar, với những ca khúc tuổi học trò của thời bấy giờ. Cũng hè ấy, anh đã chút tâm tư của mình ấp ủ một năm học tỏ tình trong quyển nhật ký. Để rồi như có sự hiểu lầm tự ái nào đó, anh đã vội ra đi, lấy đi mất cái kỷ niệm quý báu mà anh đã tặng tôi ngày nào. Nay hơn 40 năm rồi, anh có còn giữ nó không anh? Một mùa hè đầy ái ân, với cơn gió đùa trong nắng, có em ngồi đây mà say đắm. Cơn mưa nào trên bao lối về, trời mưa rơi trên tóc mây, cánh hoa ép vào trang nhật ký, như bóng ai từ phương trời xa xăm. Trong một khúc ca tương phùng, hạ buồn như những áng mây, thiết tha nồng cháy dù mối tình còn miên man trên môi người xa vắng. Nếu mùa hoa thương nhớ với mối tình ta trên phố xưa, áo em còn chinh trắng ôm mất bao niềm đau thật cay đắng. Đưa mùa hoa thương nhớ, đưa người yêu năm cũ, tình ơi hãy xóa đi vết chân thời gian. Hè 2014, đúng 60 năm của tuổi đời gợi mình nhớ là trang nhật ký, viết cho em nghe tâm hồn lãng mạn, phần ta đời chất chứa vạn chờ mong. Ôi kỷ niệm của lứa tuổi ngọt ngà, trang chứa niềm yêu thương của những ngày tháng hạ. Một mùa hè đầy ái ân, với cơn gió đùa trong nắng, có em ngồi đây mà say đắm. Cơn mưa nào trên bao lối về, trời mưa rơi trên tóc mây, cánh hoa ép vào trang nhật ký, như bóng ai từ phương trời xa xăm. Trong một khúc ca tương phùng, hạ buồn như những áng mây, hết tha nồng cháy dù mối tình còn miên man trên môi người xa vắng. Tình ta trên phố xưa, áo em
trinh trắng ôm ấp bao niềm đau thật cay đắng. Đâu mùa hoa thương nhớ, đâu người yêu năm cũ. Tình ơi hãy xóa đi vết chân thời gian. Tình ơi hãy xóa đi vết chân thời gian. Quý vị và các bạn, giữa mênh mông dạt dào những hoài niệm về tuổi học trò gắn với mùa hè, thì tự nhiên Thay Lời muốn nói là nhận được một câu chuyện có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà bởi vì cái câu chuyện này quá đáng yêu và quá đặc biệt, cho nên là anh này mới kiếp chúng tôi quyết định là sẽ chia sẻ câu chuyện này ngay ở thời điểm này của chương trình, thưa quý vị. Đó là lá thư của người mẹ trẻ tên là Đoàn Kim Ngọc, nhưng chị ký tên với thư là mẹ bé Hạ. À mà nói một cách chính xác thì mẹ bé Hạ này mới chừng có một năm nay thôi. Vì hồi tháng 5 năm ngoái, chị Ngọc mới sinh một cậu nhóc kháu khỉnh và đặt tên là Hạ. À, người ta ai cũng thắc mắc hỏi vậy chứ con trai mà sao lại đặt tên là Hạ. Thì chị chỉ cười cười, chỉ nói là vì con được sinh ra trong mùa hè. Nhưng mà có một cái lý do đặc biệt lắm mà chị nói chị không có công bố rộng rãi cho mọi người biết, là bởi vì ba và mẹ bé Hạ đã yêu nhau trong mùa hạ. Và mọi người sẽ nói trời ơi, trên cõi đời này biết bao nhiêu con người yêu nhau trong mùa hạ, mắc mới gì đặc biệt đến mức mà phải lấy đó là một lý do. Chỉ nói là hãy hiểu, bởi vì đây là một câu chuyện có một thân phận rất là đặc biệt, thưa quý vị. Thưa quý vị, chị Ngọc mắc phải căn bệnh thiếu máu bẩm sinh, nên khỏi phải nói thì chị đã trân trọng tình yêu này đến như thế nào khi cách đây 2 năm cũng vào mùa hè, chị nhận được lời cầu hôn của anh. Người đàn ông đã ở bên cạnh mình suốt một năm dài bệnh tật. Người đàn ông đã đồng ý chọn mình làm vợ. Người mà cứ mỗi tháng một lần phải vào bệnh viện tái khám. Người mà biết đâu sẽ truyền căn bệnh ấy sang cho con của anh, con của chính mình. Thế nhưng mà thật là may mắn làm sao, rồi một mùa hè hạnh phúc cũng đã trôi qua. Chị kể mùa hạ năm ngoái cũng nóng như vậy nè. Một đứa bé nhỏ xinh đã được nằm ngoan ngoãn trong nôi. Bé Hạ rất ngoan, ít quấy. Chưa đầy 4 tháng đã biết lật rồi, 6 tháng đã mọc lên một cái răng bé xíu mà không bị sốt một chút xíu nào cả. Hạ vẫn chưa làm xét nghiệm xem có bị bệnh nhút mẹ hay không. Nhưng bác sĩ nói Hạ nếu có bị bệnh thì nặng lắm cũng như mẹ mà thôi, vì bố không có mang gen bệnh. Thật là may mắn. Nhân tiếng hát em mây lang thang hoài để bầu che thêm vai. Một hôm còn nắng bỗng nhân tiếng hát em nắng bâng khuôn hoài tự chung quê. Đừng mang cho lời ca những nỗi ưu phiền và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn này chú. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hỡi chú bé nhỏ ngày đêm hát ca. Mùa hạ năm nay, mẹ bé Hạ phát hiện ra mình có một thêm một sinh linh nữa. Ngoài kia, mẹ chờ một nhánh phượng đỏ để chỉ cho anh thấy, chỉ cho Hạ thấy mùa hạ về rồi. Một hôm mây trắng bỗng nhiên tiếng hát em, mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng.
một hôm con nắng bỗng nghe tiếng hát em làm bâng khuôn hoài từ chưa mình quê. Đừng mang cho lời ca những nỗi ưu phiền và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú về mẹ con, đời chúng ta lời ca hát để yêu người và người chúng ta lời ca hát để yêu đời. Giọt mưa rơi trong đất, chiếc lá bông xanh, hoa chu mẹ nhỏ để ngày ngày ca hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hỡi chu mẹ nhỏ ngày đêm hát ca. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hỡi chu mẹ nhỏ ngày đêm hát ca. Xin được cảm ơn Phương Anh và buổi đoàn sóng. Và thưa quý vị và các bạn, những góp nhạc kỷ niệm về mùa hè ngày hôm nay hy vọng là đã mang đến cho quý vị những mùa hè đáng nhớ trong ký ức, để cho chúng ta cảm thấy bâng khuâng xao xuyến. Để xem lại chủ đề này thì bắt đầu từ sáng thứ ba tuần tới, quý vị hãy vào trang web của chương trình Thay Lời Muốn Nói tại địa chỉ www.thaylờimuonnoi.com.vn để xem lại quý vị nhé. Cái trang web này có mình Quỳnh Hương đọc thuận miệng nhất thôi. Sao chị ép mà anh đọc chứ nhỉ? Đây, cho Quỳnh Hương đọc tiếp không? Tiếp luôn đi. Trước khi đến với chủ đề tháng sau thì chúng ta sẽ ngay bây giờ sẽ biết được khán giả may mắn nào sẽ là chủ nhân của hai chiếc vé máy bay khứ hồi trên chặng bay nội địa bất kỳ của Vietjet Air có giá trị trong suốt năm nay. Đó là hai chủ nhân số điện thoại sau đây: 0989 974 988 và 0186 470 9729. Vâng, xin chúc mừng hai số điện thoại may mắn. Chủ nhân của số điện thoại trên vui lòng đến liên hệ với công ty truyền thông Mây Quy theo số điện thoại 0839977676 trong giờ hành chính để xác nhận nhân thân và nhận giải thưởng quý vị nhé. Và thưa quý vị, sau kỷ niệm mùa hè thì tháng 6 Thay Lời Muốn Nói xin được đưa quý vị đến với những tình cảm thân thương dành cho làng quê Thanh Bình, gắn bó với chủ đề Hương Tóc Mạ Non. Nghe cái tên Hương Tóc Mạ Non là quý vị đã biết là suốt một chương trình toàn là nhạc trữ tình quê hương thôi rồi, đúng không nào? Và kể cả những cái rung động đầu đời, đúng không nào? Gắn liền với những mạ non hương tóc ngọt ngào nữa nha quý vị. Chủ đề này sẽ được lên sóng truyền hình trực tiếp vào lúc 20:30 Chủ nhật ngày 8/6/2014 trên HTV9 và VTV4. Và bước sang tháng 7 sẽ có một chủ đề lần đầu tiên xuất hiện trong 14 năm của Thay Lời Muốn Nói. Bởi vì Quỳnh Hương nhớ có một câu thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Pháp Pierre Emmanuel, đó là tại sao vĩnh cửu xanh màu lá cây. Và màu xanh mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái hình tượng để gợi nhớ. Chẳng hạn màu xanh là màu của sự sống, cũng màu của hy vọng, màu của thiên nhiên trong lành hay là màu của tâm hồn thanh tĩnh. Bất kể một chia sẻ nào của quý vị mà có liên quan tới màu xanh lá thì mong quý vị hãy viết thư gửi về cho Thay Lời Muốn Nói nha. Và chủ đề này sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 13/7/2014 trên kênh HTV9 và VTV trên kênh HTV9 và VTV4. Quý vị hãy viết thư càng sớm càng tốt và cho chương trình Thay Lời Muốn Nói trong hai chủ đề tới theo cách quen thuộc. Thứ nhất là gửi thư bằng đường bưu điện Ban Ca Nhạc Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất. Và cách thứ hai đó là gửi email Thay Lời Muốn Nói a@htv.com.vn. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn HD Băng đã cùng đồng hành với chủ đề này của Thay Lời Muốn Nói. Cảm ơn Nathan Lee, cảm ơn Thùy Trang đã cùng dẫn chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thưởng thức kỷ niệm mùa hè. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy biết sẻ chia yêu thương cùng người.